xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Rất hay của sĩ Trúc Hồ. Vừa rồi quý vị vừa nghe Việt Hàng trình bày nhạc phẩm này lần đầu tiên, đúng không? Lần đầu tiên. Đối với em thì bây giờ ít nhất là một năm em sẽ có rất nhiều cái mà gọi là lần đầu tiên, đúng không anh Hồ? Cái bài hát này thì ở trong nước em cũng có hát trong những cái chương trình cứ như quán hát cho mấy cái quán cà phê nhạc. Thì mấy cái phòng trà, quán bar đó họ gọi là... Ở Mỹ Tho thì không có dạng quán bar, phòng trà, chỉ là cà phê, ca nhạc. Thì em cũng hay hát bài này. Hát bài này từ lúc chưa... Nói chung là lúc nhỏ lắm. Lúc anh Tiến, anh làm nhạc Tiến hát mấy bài này, em chịu không nổi. Em chịu không nổi giai điệu đẹp và những cái lời nhạc
nghe sao thương lắm. Có nghĩa là nếu mà nói vậy thì em bây giờ em anh đã hiểu ra được một điều là em bị ảnh hưởng dòng nhạc của Trúc Hồ từ lâu lắm rồi mà em cũng không biết. Cái này anh em có nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Nguyên cái Asa luôn chứ không phải Trúc Hồ. Thì đó cho nên đúng rồi. Nhiều quá. Có những chương trình trước em nói là cái cuốn video nào thậm chí anh là người hát cho Asa mà không phải là mình vô tình nhưng mà mình không có nhớ được. Ví dụ như cái tuần trước anh đưa cho vợ anh bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa. Ừ. Thì làm sao mà nhớ cái chuyện bao nhiêu năm về trước mà chị Khang nhớ rất là rõ anh Hồ. Giống như là em nghe nhạc của Asa, em bị ảnh hưởng Asa là từ lâu lắm rồi. Ảnh hưởng cái cách hòa âm và những cái dòng nhạc. Em nghe nhiều cái ngôn ngữ trong âm nhạc cũng như là những cái ngôn ngữ mà các nhạc sĩ tiền bối, trong đó có anh Trúc Hồ hay là cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên hay là bác Anh Bằng, cái ngôn ngữ để mà sử dụng cho cái lời nhạc đã lắm. Khang với là Giang bạn nó à, em nghe Giang Asa nhiều. Giang thì nghe về hòa âm của anh Trúc Hồ. Còn em thì em nghe nhiều thứ. Còn anh vậy? Thì anh chỉ nhìn Lâm Nhật Tiến thôi. mà Lâm Nhật Tiến là những bài nổi tiếng anh Hồ viết là Lâm Nhật Tiến bài hát này cỡ 95-96 gì đó. Còn một bài của anh Lâm Nhật Tiến nữa mà phải nói là cũng rất là hay, cũng lại của anh Trúc Hồ, Em Đã Quên Một Dòng Sông. Trong nước hát rất là nhiều. Trong nước hát rất là nhiều người ta. Nhưng mà bài đó là trong nước để tên là Hải Triều chứ không phải là Trúc Hồ. Tại tên Trúc Hồ không được duyệt ở trong nước. Vậy. Một lần nữa thôi thì nói là nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc là Việt. Nhưng mà không sao. Không sao. Miễn sao khán giả hát là được có rồi. Có người nghe em hát. Có đồng nghiệp hát là được rồi. Đúng không? Một bài hát rất hay. Lâu lâu nghe lại mình cũng thấy nó bùi ngùi. Dạ, nhưng mà suốt cái buổi nói chuyện này em nghĩ là không có lý do nào một ngày nào đó mình phải mời Lâm Nhật Tiến xuất hiện trên cái show Nhạc Thính Phòng của mình. Xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon.